Thân mến, chào mừng các bạn học sinh lớp 9 tiếp tục trở lại kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Unit 7 sang cái phần 3 là phần Speak. Phần này là phần chúng ta luyện nói. Phần luyện nói mình sẽ cố gắng hướng dẫn cho các bạn luyện tập phát âm và nói tiếng Anh chuẩn. Trong cái phần 3 này nó có điểm thứ nhất là người ta yêu cầu mình nhìn vào những cách diễn đạt ở dưới đây, ở những cái bảng cách diễn đạt ở dưới đây, cũng như cái diễn đạt bên hình vẽ bên này, những cái hình vẽ bên này đó, chúng ta nhìn vào đó và chúng ta làm cái đề nghị cách nào để tiết kiệm được năng lượng. Và đây là những cái mẫu, đây là những cái mẫu rất là quan trọng. Bên cột bên này là cái đề nghị. Đây là những cái mẫu, những cái cấu trúc đề nghị mà rất phổ biến trong tiếng Anh. Các bạn sẽ dùng đi dùng lại rất là nhiều lần. Và bên này là đáp từ của đề nghị. Nếu đồng ý ta sẽ nói như thế nào, và không đồng ý ta sẽ nói như thế nào. Thì tí nữa có những ví dụ cụ thể và sang những phần khác thì các bạn sẽ được nắm chắc hiểu hơn nữa. Ví dụ đồng ý ta có thể nói là ok, that's a good idea, hay alright. Còn nếu không đủ ý ta có thể là no, I don't want to, I prefer to, gì đó vân vân. Như vậy là đây là hai cái mẫu đề nghị và đáp từ, và ta dựa vào cái hình này để chúng ta làm những lời đề nghị cũng như lời đáp từ các bạn nha. Đây, ví dụ như cái hình này là hình để cái vòi nước chảy ra một cách lãng phí thì các bạn phải làm đề nghị như thế nào? Thì chúng ta xem người ta làm mẫu cho mình đây. I think we should turn off the faucets. Các bạn thấy chưa? Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tắt cái vòi nước đi. I suggest fixing the faucets. Tôi đề nghị là sửa cái vòi nước đây. Thì đây là những cái lời đề nghị. Đây là những lời đề nghị mà người ta làm mẫu cho mình. Và đó là cách đề nghị cho cái hình thứ nhất này. Đó, các bạn thấy chưa? Vòi nước đang chảy thì mình đề nghị là tắt đi rồi sửa. Và ta có nhiều cách đáp từ, nhiều cách đáp từ cho cái lời đề nghị đó như bên này. Tùy các bạn, được chưa? Alright, gì đó. Rồi, bây giờ đối với những hình bên này. Đó, các bạn nhìn thấy. Rồi, đây là cái nồi đang nấu lửa đùng đục này, đùng đùng này. Rồi thì bây giờ các bạn đề nghị sao? Bây giờ các bạn đề nghị thế này. I suggest turn off the electric oven hoặc là cooker. I suggest repairing the cooker. It might be broken. Như vậy là các bạn ấy, cái lời đề nghị ta là tôi đề nghị là tắt cái bếp điện này đi. Nó đang cháy sùng sục này, các bạn thấy chưa? Nó đang cháy ở làm này, mặc dù là chín đồ ăn rồi mà vẫn còn để lửa đó. Và tôi đề nghị là sửa cái nồi này đi, nó có thể bị hư rồi. Đó, lửa cháy hùng hục đó. Vậy thì các bạn để ý cái phát âm của những từ này, các bạn có thể hay bị vướng. Ví dụ cái từ này phiên âm quốc tế của người ta là thế này. Các bạn hay đọc là suggest gì đó thì không đúng, mà các bạn phải đọc là suggest, phải bung cho được âm S và âm T ở phía sau này. Và cái âm này các bạn, đây là J, A, B, C, D, F, G đó, G. Thì khi các bạn nói thành chữ là just, chứ không được là guess hoặc là guess gì các bạn nha. Just, đó, nên nói cả chữ là suggest. Rồi, đó là những chữ các bạn hay phát âm hay bị sai. Và cái điện đây này, đồ điện này mà electric âm ở phía sau nha, được chưa các bạn? Oven, hoặc người Anh là oven, người Mỹ là oven, ok, hoặc là cooker. I suggest repairing the cooker. It might be broken. Người Mỹ là broken, người Anh là broken, ok. Rồi, đó là cái đề nghị đối với hình thứ nhất. Cái hình B này, hình này chắc phần thứ nhất, hình này là hình mẫu rồi. Rồi đến cái hình tiếp theo là hình cái quạt đang
đang đang đang đang đang bật đúng không? Mặc dù không có người thì thế thì rất là lãng phí năng lượng, thì chúng ta phải đề nghị sao? Đây. Why don't we switch off the fan? Shall we have an electrician mend the fan? Rồi các bạn để ý này, câu này á là cái đề nghị này rất là hay dùng trong tiếng Anh này các bạn này. Đây. Tại sao chúng ta không tắt cái quạt nhỉ? Mặc dù đây là một câu hỏi nhưng nó lại là một dạng đề nghị các bạn nhé. Tại sao chúng ta không tắt cái quạt nhỉ? Why don't we switch off the fan? Hoặc là shall we have an electrician mend the fan? Tại sao chúng ta không nhờ một người thợ điện để sửa cái quạt nhỉ? Đó là hai cái cách đề nghị rất là hay trong tiếng Anh. Và các bạn để ý này, người thợ điện này các bạn có âm là elect, electrician, tuition, tuition tuition nha, electrician. Ok, vậy thì đây là hai cái mẫu đề nghị rất là hay các bạn nha. Rồi đó là đối với cái hình tiếp theo. Và cái hình số 4, hình này đang làm gì đây? Cái máy lạnh đang mở ầm ầm đúng không? Vậy thì ta đề nghị thế nào? I think we should turn off the air conditioner. Conditioner. Rồi, các bạn thấy này. Tôi nghĩ chúng ta nên tắt cái máy điều hòa đi. Đây, các bạn này. Think. Đó. Chúng ta không được đọc là think. Think là tiếng Việt rồi. Và mắt âm cuối. Vừa phát âm đúng chuẩn là đưa cái đầu lưỡi ra hai khe hàm răng. Bung cho được âm. Think. Rồi, âm cuối. Think. We should. Should turn off the air conditioner. Phiên ngôn quốc tế của cái máy lạnh này, conditioner, conditioner, conditioner. Ok, rồi đó là đối với cái hình thứ tư. Cái hình thứ năm thì các bạn sao nào? Hình thứ năm là đèn đang sáng quá đúng không nào? Vậy thì ta đề nghị thế này. Let's switch off the lights and the TV. Nào, chúng ta hãy tắt đèn và tắt tivi đi. Đó, đèn thì đang sáng và tivi đã đang bật đúng không? Đây, tivi đang bật và đèn đang sáng. Chúng ta tắt đi, không có ai là lãng phí. Rồi, cái hình tiếp theo là nước chảy lên láng. Rồi, ta gặp ngay đúng không nào? I suggest fixing the faucets in the bathroom. Đây, gặp một vài từ tương đối khó phát âm với các bạn. Fix, bình thường không có ý nghĩa là âm fix fix fixing fixing nha các bạn nha. Fixing the faucets in the bath bath âm vô thanh này bạn nhìn này. Bath room room rồi được chưa? I suggest fixing the faucets in the bathroom. Ok, rồi đến cái hình tiếp theo. Hình này là đang đi xe máy và đang đi xe đạp thì ta phải làm sao các bạn? Ta đề nghị rằng I think we should use bikes instead of motorbikes. Rồi các bạn để ý đây. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên sử dụng xe đạp thay vì xe máy. Có nghĩa là thay vì đi xe máy thì chúng ta nên sử dụng đi xe đạp đi. Đó là cái lời đề nghị các bạn nha. Đây các bạn để ý đây. Các bạn để ý cái từ này này. Bikes nha. Bike. Âm cuối này. Âm cuối. Thì âm S số nhiều nó là bikes. Bikes. Instead. Instead. Đọc nhỏ thôi. Instead. Instead. Thì nó đi liền với off. Thì ta đọc là instead of. Instead of motorbikes. Người Anh sẽ đọc là motorbike. Người Mỹ motorbike. Người Mỹ thì nghiêng về âm d hơn. Người Anh motorbike. Người Mỹ là motorbike. Rồi, đó các bạn làm quen dần với hai cách phát âm của hai nơi đó đi. Rồi cái hình cuối cùng nào? Hình cuối cùng là ly xì bích đúng không? Hình hát này. Rồi về đây ly xì bích chúng ta phải nói làm sao? Why don't we use the public buses
Hai từ này hơi khó phát âm một tí. Tại sao chúng ta không sử dụng phương tiện công cộng nhỉ? Những cái phương tiện công cộng này, những cái xe buýt công cộng, cho quên, xin lỗi các bạn, những xe buýt công cộng này. Public buses, các bạn đấy nè. Bình thường số ít ấy là bus, còn số nhiều là buses. Rồi, thì như vậy là qua cái hình vẽ này, qua những cái hình vẽ này và gợi ý cách chúng ta đề nghị đây, thì chúng ta đã có những cách lựa nói rất là hay. Và cái điểm B đó, đó là cũng là hết cái điểm A. Rồi bây giờ sang cái điểm B, người ta yêu cầu mình làm gì nào các bạn? Người ta yêu cầu mình là làm việc trong một nhóm 4 người và vạch ra một kế hoạch hành động để tiết kiệm năng lượng cho lớp của các bạn. Rồi những cái ý tưởng, những cái cách diễn đạt và ý tưởng phía dưới đây á, ở phần A đó, nó có thể giúp mình. Đây, người ta ví dụ cho mình đây. Người ta ví dụ này nha. Tôi nghĩ chúng ta nên sao? Nên tắm vòi hoa sen thay vì bồn tắm để tiết kiệm năng lượng. Cái người thứ hai chỉ nói là ồ, đó là một ý kiến rất là hay. Cái người thứ ba chỉ nói sao? Thế thì chúng ta làm, thế thì cái việc làm một những cái tấm bảng về cái việc tiết kiệm năng lượng và treo nó xung quanh lớp học thì sao nhỉ? Treo chúng xung quanh lớp học thì sao nhỉ? Cái đó cũng là một kế hoạch đó. Cái gã thứ tư bảo ồ, tuyệt vời, nói là chúng ta cùng làm đi. Thì đó là cái cách gợi ý của người ta các bạn nha. Và đây là cái cách gửi mà chúng ta, tôi in ra cho các bạn cái vừa rồi đây. Thì để các bạn thấy là chúng ta có thể thay đổi những cái cụm từ này bằng những cái từ khác. Tôi nghĩ chúng ta nên làm cái gì đó. Ví dụ tôi nghĩ chúng ta nên, thì dựa vào những cái này này thì chúng ta có thể nói được. Chúng ta có thể đi, chúng ta đi phương tiện công cộng thay vì đi phương tiện cá nhân, ví dụ thế, vân vân. Thì đây là những cách để người ta hướng dẫn cho chúng ta bốn bạn trong một nhóm cùng luyện nói với nhau. Thì tất cả những cái chữ này thì các bạn cũng đã được, chúng tôi đã sửa cái phần phát âm nhiều cho các bạn rồi. Ví dụ như cái chữ này các bạn để ý nè, ví dụ từ sao energy rồi poster chứ không phải là poster nha các bạn nha, poster. Đó, rồi hanging, ok, around. Rồi, ok, không có từ nào khó cả, great. Rồi, như vậy là qua hơn 12 phút chúng ta đã học xong cái phần speak. Sang cái unit tiếp theo thì chúng ta sẽ là luyện tập về phần listen. Rồi, thì bây giờ hẹn các bạn 5 phút nữa để chúng ta tiếp tục video tiếp theo. Bây giờ chào các bạn.